gì chú bác, anh em cháu còn đổi bài. Bà con nàng xóm ở đây thì ai cũng ưu phiền vì thương cha cả một đời. Cha ăn ở đành hiền, cha tu nhân tinh đức, cha chọn tình nhì dưới trên. Đêm nay đây này, đêm ly biến cuối cùng, các con đi tìm cha đây rồi, đưa cha về bên kia bồng này tiên. Đưa cha xuống đò, các con đưa cha xuống đò, cha về bóng nghỉ. Cha ơi, cha đã nuôi chúng con khôn lớn, nay cha lên tuổi an nhàn, cha chẳng ở. Sáng cha đi, trưa tối cha về. Cha ơi, cái nhà rộng cửa cao, vợ chồng năm con vừa được bao lâu đâu mà cha rớt đi, cha bỏ các cụ ơi. Thế này người cha kính yêu của chúng con đã đi, đi mãi mất rồi. Nay cha con xin chào tất cả mọi người, cha con xin con về anh chị em chúng
con xin cảm ơn các cụ cô dì chú bác nội ngoại hai bên đã về đây để nó tang lễ cho cha con để ngày mai siêu thoát cõi niết bàn. Này chúng con đưa cha xuống đò để cha được nhớ ôi. Các cháu về từ lúc cha xa rời hướng nghe lòng vui vui cha vẫn nhớ tới các con ôi mừng quốc thịt lòng ra đại mở đường về tới chốn âm cung sao chập 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 đành các con các cháu ơi đến cũng đã trở về giờ này đây đêm đã trở về mọi nhà mọi người lúc này thì đã chìm vào trong mê giấc nhưng các con ơi các cháu ơi còn lại mình cha còn lại mình cha thì đã trên đường về nơi địa của nơi tiên cảnh bồng nghề xa các con các cháu các con ơi hồn cha lúc này đấy thì đang thang phất trên ngọn cỏ hàng nghề thương con yêu cháu các con ơi các cháu mỗi bước chân chân đi mỗi bước ngừng ôi trong mờ bấc nghe không đường ơi chân đi âm cùng đường chậm chậm đi đặt bồng nai tiết cảnh sao mà chập chập trùng tắp tắp tôi giờ tôi biết về đâu tôi biết đi đâu
chẳng biết đường nào, nối nào mà về với con với cháu được. Con đi tìm cha, núi dương ơi, phụ thân yêu cha ơi nào, cha ơi cha có nghe thấy tiếng trời ơi, nghe vang vẳng còn gọi trời ơi, đúng là tiếng xuân sinh con cha, trời ơi đúng là xuân sinh con, trời ơi đúng là con đây rồi cha ơi. Vậy là đến hôm nay đây chúng con nập chay đàn bao yêu, trời ơi gọi cha cho về cha ở với cháu con cha ơi, cha đã về đây rồi thì cha ở với mẹ con chúng con với các cháu các chát. Cha đừng đi nữa anh cha, chắc không ở lại với các con các cháu được nữa đâu con. Trời ơi cha, cha ơi nghe cha nói xót thì xa, về đây con ơi, chỉ là mong hồn hoa quê để gặp các con các cháu rồi cha đã phải về với các cụ tổ. Cha về với các con, cha về với các cháu rồi. Con ơi, vừa nãy ông cụ nào vào đây hỏi gì cha? Cha A Di Đà Phật. Ai hỏi cha? Thế cha về ai hỏi cha?